60 mm là ví dụ. Chúng ta bằng phương pháp đúng như ban đầu chúng ta làm cái nước mua uống nước 60 kiểu này. Chúng ta đặt vào cái khuyên này thì cái khe này nó sẽ rộng ra bao nhiêu thì đấy là độ mòn cái tính phần trăm. Bằng phương pháp có khác biệt muốn nhanh thì chúng ta làm không mà sẽ chính xác. Vì chúng ta sẽ đo toàn giải cái phần cả cái phần kết ở bên dưới này. Chọn cho trị số khe lớn nhất là bao nhiêu. Để chúng ta dùng phương pháp giữa. Ở đây hai giá trị này cho phép là tất cả các bài chúng ta sẽ có giá trị hết cho phép của anh P và F đến độ này thay đổi. Nghĩa là độ hám nghiệm. Nó hỏi rồi. Khi cái móc của mình bẻ á, móc nhiều bẻ nó hỏi thật luôn. Thì bẻ đến nước nào thì kiểu mỏi nó sẽ phải đầy. Chúng ta như một cái con cù lông chúng ta bẻ ra bẻ vào nhiều lần nó sẽ bị gất. Biến dạng là không được. Cho vậy, cái khe hám này đến đâu thì người ta sẽ phải cảnh báo cho người ta. Còn nếu không như phương pháp của chúng ta mà làm để cố kiểu dạng thì nó tách ra tường để tách ra nhân thì có thể trời tự bản chất nên chúng ta phải tay phải trả vào này ví dụ thì các chi tiết không bỏ cũng tương tự như vậy thôi. Trong cái tiêu chuẩn 424 tôi sẽ gửi cho các cái tiêu chuẩn chúng ta có thể xem. Trong cái tiêu chuẩn cái thời gian chúng ta không là chúng ta không thể đi hết được. Tôi sẽ nhanh một chút. Vậy các cái tu đi trong móc cũng vậy. Chúng ta có các bước hết tiêu chuẩn của bài mòn. Mòn trục bao nhiêu vân vân phần móc của tu đi. Đây là tôi nói cái sách tu đi mà ban nãy đã nói ở đây là cách chúng ta kiểm tra. Nó có tiếp mòn kiểm tra. Đây là cái móc. Thế là chúng ta sẽ sang cái nội dung về an toàn thì chúng ta sẽ sang cái nội dung tiếp theo. Nội dung này khá năng như thế này chúng ta cái tín hiệu sử dụng bằng tay với ba thì cái bộ tín hiệu bằng tay này quy định quốc tế và không được quy định Việt Nam cả thế giới sử dụng với nhau. Việt Nam biên soạn là tài liệu theo tiêu chuẩn của Việt Nam để cho mọi người biết nhé. Ở đây thì gồm có bốn nội dung nhưng mà trong đấy chúng tôi đã cắt đi khá nhiều các cái ví dụ khác mà không sử dụng với ba đúng không? Cái bộ tiêu chuẩn kia là trùng chung với tất cả các loại cầu trục tổ trục các thiết bị nâng nói chung cả đơn vị đó. Nhưng với ba thì chúng tôi giảm khá nhiều so với cái quy định của về nguyên tắc của nó quy định thì các tín hiệu phải phù hợp với người vận hành và người ta phải hiểu được nghĩa là khi anh đúng vận hành thì thứ hai là rõ ràng ngắn gọn dễ hiểu nhầm thứ ba đặc thù này đặc thù ở đây thì về bảo hiểm này biết là ở vị trí an toàn cũng chính nhau thứ hai là được vận hành nhìn thấy rõ anh lái phải nhìn thấy nhà tôi đứng dưới quạt này là không được vùng nguy hiểm nhưng mà chúng ta ra không được cảnh tôi đứng ở đây có cảm thấy quạt rồi nên bị cháy đấy đúng không? Thứ hai là người vận hành phải quan sát nhìn thấy nhau nhìn rõ tài năng hoặc cái bị tín hiệu gửi đến người vận hành chỉ được thực hiện bởi một người thì không phải là tất cả đều xin nhắn này. Trong cái nhóm của chúng ta ví dụ vật nó bằng cái bàn này được chưa mà phía bên anh này xin nhắn thì nó nâng lên bao nhiêu dần này thì một người xin nhắn người kia không được xin nhắn. Sau đấy ví dụ là anh chúng ta dừng theo chỉ dẫn của tôi thì anh này phải dừng không kia và cái bên này mới xin nhắn thì có những vật nó dài không thể một trận cán thì đó ạ hiểu rồi vâng ở đây ok thứ nhất
Hình thứ nhất, cái này các anh nên chủ, nên chủ bài. Thế thì có bài này, và chúng ta thực hành thi thật, có bài này, từng ý thức này. Cái thứ nhất là bắt đầu các hoạt động. Thế thì, giang hai tay, 12 bên, lòng bàn tay cứ mở lại phía trước. Được chưa? Và chúng ta đầu tiên chúng ta bắt đầu đâu? Lọc bàn tay của chúng ta đứng lên phía trước. Thế là anh điều khiển mới bắt đầu thực hiện cái quá trình điều khiển. Thứ hai là dừng bình thường này. Nghĩa là kết thúc của nó dừng, không làm gì nữa. Tay như này. Tay ra ngang, lòng bàn tay mở hướng xuống dưới. Tay ra ngang, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Được chưa? Tiếp theo này. Di chuyển cánh tay ra trước vào việc gì sau. Được chưa? Thế này chúng ta là gì? Tiếp theo là dừng khẩn cấp. Nghĩa là chẳng biết đứng cao nó sẽ cố gì đâu, nên phải dừng khẩn cấp. Hai tay giang ngang về hai bên, lòng bàn tay mở hướng xuống dưới. Di chuyển cánh tay ra phía trước vào việc gì sau. Đây, hai tay dưới tập thể dục. Được chưa? Đây là hình đó. Hình thứ tư là dừng theo chỉ dẫn của tôi. Nghĩa là anh đang nâng vật lên 25cm rồi, anh muốn dừng để kiểm tra dây tải móc mỏ để anh nâng lên tiếp, thì anh sẽ sử dụng cái này. Hai tay ôm lấy nhau, đặt ngang tầm ngực về phía trước. Hai tay cùng đặt ngang ngực về phía trước, mà sẽ là dừng. Dừng là dừng theo chỉ dẫn. Hình năm này, nhấp này, bấm nhấp, ngay, hoặc tiếp tục, rất chậm. Như là anh tạch tạch cái ngay, ấn lên điều khiển. Anh ấn, tạch tạch tạch. Xoa lòng bàn tay vào nhau. Xoa lòng bàn tay. Phải rất chậm điều chỉnh, tí một tí một. Đây là một trong những thao tác, một trong những tín hiệu để các anh sử dụng. Chứ không phải đây là anh chỉ dùng cái này. Tín hiệu của anh có thể bằng bộ đàm, có thể bằng âm thanh, có thể bằng các phương pháp khác. Nhưng trong này nếu anh sử dụng tín hiệu bằng tay thì đây là quy ước về tín hiệu. Anh không thể đứng ở một cái cần công tác cao 300 mét. Đúng không? Hay là 200 mét thì anh đứng ở dưới nhìn tải, anh nhìn cái tay anh này điều khiển. Làm gì không cắt được. Nó phải gần như anh nhìn đây là gì? Thậm chí anh vừa nói là nâng ý thôi, ý thôi, ý thôi. Mình phải dùng cả đây nói cho mình thôi. Nhưng chúng ta dùng bằng tay thì chúng ta phải có quy ước, mà quy ước này là quy ước chuẩn. Để tất cả chúng ta phát tín hiệu với nhau và được hiểu với nhau. Đấy. Nếu anh nào mà đã vận hành cần chụp cầu chụp nhé, mà học đúng thì anh ấy phải được tất cả cái này hết. Vì sau này của tôi không bao giờ riêng cái này, cái khác có thể lờ mờ được. Vì để mọi người hiểu đúng với nhau. Tiếp theo các bạn phải đứng này, chỉ định theo khoảng cách này đứng. Đưa cả hai tay về phía trước. Được chưa? Lòng bàn tay hướng vào nhau. Cái khoảng cách này này là khoảng cách chỉ định. Ví dụ anh có nâng vật 25cm, được chưa? Thì cái khoảng tay này của anh là 25cm. 40 anh dài ra, 50 anh dài ra đi. Từ ví dụ đây là chúng ta phải đi của chúng ta này. Nâng
để anh kiểm tra không biết các khung giờ đầu tiên của các anh thế này bắt đầu này, sau anh thế này là biết khoảng cách nhưng chưa biết lên hay xuống. Lúc đấy chúng ta mới lại có cái khoảng lên thế này hay là lên chậm thì cái này chúng ta sẽ không biết được chưa. Thứ hai là nâng tải với tốc độ ổn định. Thông thường này thì nó là bước lên hẳn, coi như thế lên cũng phải được. Hay như này, đưa một tay lên quá đầu, tay nắm với ngón trỏ chỉ lên trên, tay nắm nhé, phải tay xoay không biết ngón nào, được chưa? Dùng cả gai lẻ để vẽ vòng tròn nhỏ trên mặt bàn. Dùng cả gai lẻ. Có những trường hợp các bạn gọi là có tôi là tôi làm ở sân đá trước này, tôi làm từ năm 2002 cũng chưa nào phải ra công ty như cái chú cũng làm khoảng gần 5-6 nghìn tấn như thế tới về bên này. Có những anh là chơi xù xì được run thẳng nói thế là có những anh có những người muốn nói chuyện họ cái trong trường hợp ấy chúng ta muốn khác cũng được, làm sao có một cái tí nó lên như thế này người ta biết lên thì được không? Đói thì mình nói thế để anh em mình thống nhất ký ức là anh phải có một cái mức lên để người ta có cái điều đỉnh ấy, người ta bước lên. Tiếp theo là nâng tải với cái độ chạy này, đúng không ạ? Một bàn tay cũng lên, cái tay của nặng, chúng ta sẽ cái chỉ. Nghĩa là chúng ta vừa rồi là chúng ta nâng bật lên 25 cm nha, đúng không ạ? Thì đầu tiên là 25 cm này, được chưa? Anh muốn lên nó chậm, thì anh làm sao? Được không? Anh lên nó chậm. Vượt qua 25 cm rồi lên trên đấy 1 mét nữa thì lúc ý là anh nâng tải của đấy, được không ạ? Như vậy chúng ta đâu có nào chạy vì số 9 là hạ tải với tốc độ của đấy thì tương tự như vừa rồi tay chúng ta ngoánh một vòng tròn, được không ạ? Tiếp theo hạ tải với tốc độ chậm, nghĩa là khi hạ tải trước khi là chúng ta không thể quỳnh người ta xuống đất được, mà thông thường chúng ta cũng cách 25 cm gần tiếp đất, chúng ta phải xuống tải chậm vì tại sao? Thứ nhất chúng ta phải kê, đúng không ạ? Kê để đặt vật xuống. Cái thứ hai là chúng ta hạ chậm thì hàng hóa cái đồ vật chúng ta không vỡ nên chúng ta mới phải hạ đến 25 rồi là chúng ta phải hạ tải chậm. Cái này ví dụ ta phương ngang thì cái này chúng ta nói để các anh biết. Nhưng cái này không áp dụng được bao vì bản chất bao nhiêu nó không di chuyển được, đúng không ạ? Nó chỉ có tác chưa phản ứng thôi. Thế cái này của chúng ta là di cái di chuyển cái tay ở tư thế sang này, di chuyển quay hướng mở và mở tay xuống dưới theo chiều nào thì sẽ nhiều cái điểm về cái điểm sang trái hay đi sang phải. Một cái nữa là rời xa thôi, thấy chưa? Rời xa thôi, anh nhìn này, là tay ở phía trước. Thế là xa lắm. Lại về phía tôi, co về. Hay tay co về. Thấy chưa? Chỉ theo chiều ngang. Nghĩa là anh muốn sang trái bao nhiêu, nếu mà muốn chỉnh tinh ấy, sang trái bao nhiêu thì tôi không nói, muốn chỉnh tinh sang cả trái 50 cm giơ cái tay sang trái, nếu như giơ trước thì giơ còn nếu không đầu tiên chúng ta phải thế này bây giờ hay thế này xong rồi sang trái này hay sang phải, nghĩa là chúng ta chỉ thị khoảng cách di chuyển trước sau đấy chúng ta mới đến điều hướng, thì như vậy điều khiển sẽ biết à sang trái bao nhiêu sang phải bao nhiêu, được chưa? Lần này chúng ta không áp dụng này cho vào dùng chỗ của đấu rồi à, dùng cái 23 tất cứ có là gì đấy thì cái 23 này hai tay giữ hai tay duỗi về phía trước song song lòng ngang theo đủ 90 độ còn quay theo chiều nào muốn được tập quay theo chiều nào thì anh có cái định hướng cho cho người ta nhìn còn sang trái thì anh phải như thế này để cho người ta biết cái hướng tập của mình, đúng không? Chuyển riêng vân vân thì nó có hai cơ cấu chẳng có
không chính học phụ thì chúng ta điều kiện tiếp theo trường học phụ. Cái này tôi sẽ gửi cho anh em phát, cái này thì không có trong phim đấy, còn đâu văn bản những cái trường học phụ nhé. Đấy là cái nội dung của chúng ta. Bây giờ sẽ có cái bài để chiều nay trước khi tôi sẽ mở trong video, chúng tôi sẽ được mô tả lại trước cho các bạn. Không, sao mình không bảo gì có cái gì ý. Mốt này đã biết này là có. Lá nghe nghe là biết là trước là về. À có cái anh quán của đều có để nào. Ở đây sẽ có hai người, một người sinh ra này.